Dạ, kính thưa quý vị bác sĩ, chúng ta có thể bắt đầu chương trình hội thảo vệ tinh ạ. Kính thưa quý vị bác sĩ, ở trong khuôn khổ hội nghị Liên chi hội đái tháo đường và nội tiết Hồ Chí Minh năm 2022, chương trình hội thảo vệ tinh giải pháp toàn diện với insulin nền thế hệ mới Deloderm xin phép được bắt đầu ạ. Lời đầu tiên xin cho phép em là dược sĩ Hoàng Thị Xuân Thanh, giám đốc sản phẩm Treziba của công ty Novo Nordisk được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý bác sĩ đã dành thời gian tham dự hội thảo vệ tinh ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đái tháo đường là một bệnh lý tiến triển theo thời gian và để điều trị đái tháo đường thì insulin kể từ khi được phát minh vào năm 1921 đã được ví như là một điều kỳ diệu của y học khi có thể cứu mạng hàng triệu bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt là đái tháo đường tiếp 1. Và trải qua hơn 100 năm phát triển, các insulin ngoại sinh đã đạt được những cái bước tiến vượt bậc về các tác dụng dược lý, tiến đến ngày một gần hơn việc bắt chước nhịp tiết insulin sinh lý. Đến với hội thảo giải pháp toàn diện với insulin nền thế hệ mới Deloderm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những dữ liệu cập nhật nhất trên loại insulin Deloderm này và giúp cho các bác sĩ có thể tự tin và yên tâm hơn khi sử dụng một giải pháp mới, một loại insulin an toàn hơn, hiệu quả hơn và linh hoạt hơn cho các đối tượng bệnh nhân đái tháo đường khác nhau. Và trước khi đến với phần nội dung chính của buổi hội thảo, em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu, chủ tọa hội thảo, thạc sĩ bác sĩ Diệp Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu các báo cáo viên của chương trình, tiến sĩ bác sĩ Phan Hữu Hên, Phó trưởng khoa Nội tiết Bệnh viện Chợ Rẫy. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Thùy Dung, khoa Nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp sau đây, em xin kính mời thạc sĩ bác sĩ Diệp Thị Thanh Bình lên phát biểu khai mạc hội thảo ạ. Xin chào toàn thể các quý đồng nghiệp, có lẽ cái giờ này nó cũng đã, chúng ta đã trễ mất 20 phút rồi, có lẽ tôi cũng không muốn nói nhiều. Thì các bạn đến hôm nay trong cái buổi hội thảo vệ tinh của do công ty Novo Nordisk tổ chức ấy, thì là chúng ta thấy đây là một cái giải pháp mới, chúng ta sẽ đề cập đến một cái giải pháp mới toàn diện hơn trong cái về chăm sóc bệnh lý đái tháo đường tiếp 2 với một cái insulin nền thế hệ analog thế hệ thứ 2. Thế thì để chúng ta tìm hiểu rõ cũng như là tự tin hơn khi sử dụng cái insulin analog thế hệ mới có tên là Degludec này đó, thì sẽ hai cái bài báo cáo. Và thứ nhất là tôi xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Thùy Dung sẽ lên trình bày cái phần trình bày của mình với cái giải pháp và những cái tác dụng của cái insulin nền. Xin mời bác sĩ Dung. Dạ, kính thưa cô thạc sĩ bác sĩ Diệp Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam. Kính thưa quý anh chị bác sĩ đồng nghiệp, thì tôi hôm nay rất là hân hạnh được gặp gỡ quý anh chị bác sĩ đồng nghiệp trong cái buổi hội thảo vệ tinh hôm nay để chúng ta cùng ôn lại lướt qua một số cái lợi ích nhất quán của insulin nền thế hệ mới Degludec. Thì chúng ta biết đối với insulin nền thì chúng ta có một số cái nhu cầu cần có những cái insulin nền analog phát triển thế hệ mới tốt hơn và có những cái đặc điểm dược động dược lực tốt hơn để đảm bảo được cái tác dụng sinh lý tốt nhất của insulin nền. Và Degludec là một cái insulin nền được có nhiều cái chương trình thử nghiệm lâm sàng pha 3. Tôi xin lướt qua một số cái chương trình thử nghiệm cũng như là những cái bằng chứng về thế giới thực của cái insulin nền Degludec này. Thì chúng ta biết ở một cái bệnh nhân đái tháo đường thì cái nhu cầu insulin nền rất là cần thiết. Chúng ta có một cái kỷ niệm 100 năm về cái phát minh cũng như là phát triển của insulin không ngừng. Từ năm 1921 tới đó là chúng ta có những cái insulin khi phát minh ra thì có những cái insulin từ động vật và insulin người tái tổ hợp vào những năm 1980. Sau đó thì chúng ta có những cái insulin tác dụng nhanh, những cái dạng analog phối hợp và những cái dạng analog tác dụng kéo dài. Cũng như là sau này thì chúng ta lại có những cái analog thế hệ mới hơn nữa. Thì cái mục tiêu, một cái con đường phát triển của insulin từ những cái dạng bào chế cũng như cái tác dụng hấp thu khác nhau để làm sao cho nó tương tự với một cái sinh lý insulin giống như ở người. Thì chúng ta có những cái insulin người analog thế hệ cũ từ những cái insulin tác dụng nhanh như là regular và những cái insulin analog như là aspart-lisoproglutizin. Thì hiện tại chúng ta đã có những cái analog thế hệ mới tác dụng siêu nhanh là faster aspart. Từ những cái insulin người tác dụng bán chậm hay là tác dụng trung bình
là NPH thì chúng ta có những cái insulin nền analog thế hệ cũ như là Detemir hoặc là Lacrin, thì dù gọi là nền nhưng nó vẫn có một cái đỉnh nhẹ. Do đó thì gần đây chúng ta có những analog thế hệ mới, một cái nền bằng phẳng hơn, tác dụng kéo dài hơn trên 24 tiếng, đó là Lacrin U300 và insulin Decludec. Và để phối hợp tạo một cái mũi insulin, một mũi mà hỗn hợp, thì chúng ta có những cái remix kết hợp insulin người tác dụng nhanh, trung bình, và những cái loại insulin analog aspart gắn với protamin hay là lispro gắn với rostamin để dạng những cái dạng insulin nền phối hợp. Và gần đây chúng ta có cái analog nhanh aspart kết hợp với decludec trong cái mũi tiêm là insulin decludec aspart để có một cái insulin nền phẳng cộng với một cái mũi nhanh ở cái dạng phối hợp để chúng ta đạt được cái hiệu quả trong cái kiểm soát đường huyết cả đói và sau ăn. Như vậy thì đối với insulin nền thì chúng ta thấy chúng ta cần một cái insulin nền lý tưởng là vừa kiểm soát đường huyết, vừa đơn giản, tiêm một lần một ngày và cái thời gian tiêm linh hoạt, có thể tiêm sáng, có thể tiêm chiều, và nếu mà có lỡ quên chúng ta có thể tiêm trễ hơn vài tiếng. Ngoài ra thì cái yêu cầu của cái insulin nền đó là nguy cơ hạ đường huyết thấp nhất. Và như vậy thì chúng ta cần một cái hồ sơ dược đồng, dược lực lý tưởng của một insulin nền là làm sao có một cái tác dụng phẳng theo thời gian, có cái thời gian bắn hủy trên 24 tiếng và có cái tình trạng biến thiên đường huyết thấp. Ngoài ra cũng có cái tác dụng hạ đường huyết tốt. Thì cái quá trình phát triển của insulin nền qua thời gian thì chúng ta thấy là từ NPH là một cái insulin là người tái tổ hợp với cái thời gian bán thải khoảng 5 tới 10 giờ với cái dao động đường huyết cao, thời gian tác dụng trung bình khoảng 12 tới 16 tiếng. Thì hiện tại chúng ta đã có những cái insulin nền analog thế hệ đầu tiên như là Detemir hoặc là Lacrin U100 với cái thời gian bán thải khoảng 12-19 tiếng, thời gian tác dụng khoảng đâu đó gần 24 tiếng, dao động đường huyết trung bình. Và hiện tại chúng ta có một cái insulin nền analog tác dụng siêu kéo dài là Decludec với thời gian bán thải là 25 giờ với cái dao động đường huyết thấp và thời gian tác dụng đến 42 giờ. Thì đó là những cái cơ chế, những cái mà phát triển của insulin. Thì Decludec nó là một cái loại insulin nền analog thế hệ mới được phát minh vào khoảng năm 2013. Với cái cơ chế tác dụng là nó sẽ tạo thành những cái multi-hexamer hòa tan khi chúng ta tiêm vào mô mỡ dưới da, và nó sẽ được hấp thu dần dần vào những cái mao mạch, mạch máu dưới da. Do đó cái thời gian tác dụng nó đến 42 giờ. Thì nó hơi khác với cái cơ chế tác dụng của Lacrin U100 là những cái dạng kết tủa tạo thành những vi tinh thể, hoặc là Lacrin U100 là một cái dạng cô đặc của Lacrin để kết, cũng là một cái cơ chế là kết tủa tạo thành vi tinh thể. Thì cái về cơ chế thì hơi khác nhau một chút. Do đó thì về cái dược động học và dược lực học của Decludec, khi mà chúng ta thấy qua những cái nghiên cứu thử nghiệm ở phòng thí nghiệm thì Decludec nó sẽ được đạt được cái trạng thái ổn định với một cái liều, một cái nồng độ là sau 2 tới 3 ngày và một cái dữ liệu bằng phẳng theo thời gian ở cả bệnh nhân tiếp 1 hoặc là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Chúng ta thấy khi chúng ta tiêm một cái mũi Decludec insulin nền một lần một ngày thì chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta tiêm vào ngày thứ nhất 10 đơn vị insulin Decludec chẳng hạn, thì ở cái cột này, cái hình ảnh này là nó ở cái mô mỡ dưới da, và ở đây là cái nồng độ insulin trong tuần hoàn. Thì sau cái liều thứ nhất tiêm 10 đơn vị ví dụ thì chúng ta sẽ có 50% nó nằm ở cái mô mỡ dưới da và 5 đơn vị nó sẽ vào cái insulin trong tuần hoàn. Vào ngày thứ hai chúng ta tiêm thêm 10 đơn vị nữa thì chúng ta cũng có cái công thức tương tự, sau một cái thời gian bán thải thì sau 24 giờ thì chúng ta sẽ có thêm 7,5 đơn vị trong cái insulin, nồng độ insulin trong tuần hoàn. Qua ngày thứ ba thì cái bán thải nó tương tự 50% như vậy, thì chúng ta sẽ có là đến ngày thứ tư thì và từ thứ năm trở đi thì chúng ta sẽ có một cái nồng độ insulin trong máu là nó duy trì liên tục ở cái mức là đạt được cái bình nguyên là 10 đơn vị theo cái chúng ta mong muốn là liên tục sau đó trong sau 4 ngày. Thì đó là cái cơ chế đặc biệt của insulin Decludec, giúp cho sau đó thì chúng ta mỗi ngày chúng ta có tiêm một cái liều insulin 10 đơn vị, thì sau đó là cái trong máu của chúng ta sau 4 ngày thì cái nồng độ insulin chúng ta mong muốn có trong cơ thể là nó duy trì liên tục ở cái 10 đơn vị, và cái nó không có cái sự dao động lên xuống, và cái đào thải insulin này nó sẽ theo cái trình tự dược động học, do đó nó không có cái tình trạng chồng liều, bởi vì nó có cái một cái khoảng là nó sẽ nằm ở cái mô dưới da ở cái dạng phân tử mà multi hexamer như vậy.
Và chúng ta thấy là những cái nghiên cứu về dược động, dược lực thì cho thấy cái dao động kiểm soát đường huyết ngày qua ngày của Decludec của cái so với cái insulin lạc xuyên U100 hay U300 thì nó có sự khác nhau. Chúng ta thấy Decludec thì nó có một cái biến thiên rất là thấp, coi như nó đồng nhất trong 24 tiếng, trong khi đó là insulin lạc xuyên hoặc là insulin U100 hay U300 thì có cái tình trạng là dao động cao hơn so với Decludec. Như vậy thì đối với cái insulin mà lạc xuyên U300 thì thấy ghi nhận là có cái hiệu lực thấp hơn 30% so với Decludec, vì nó có cái Decludec nó có cái dao động biến thiên rất là thấp đều như vậy. Về cái bằng chứng lâm sàng về tính an toàn cũng như hiệu quả của Decludec thì chúng ta có những cái thử nghiệm rất là nhiều, thử nghiệm lâm sàng pha 3 của insulin nền Decludec ở cả bệnh nhân đái tháo đường type 1 cũng như là đái tháo đường type 2. Thì cái đái tháo đường type 2 trong những cái nghiên cứu này thì chúng ta thấy nổi bật là có những nghiên cứu bệnh nhân khởi trị với một cái insulin nền, đó là bệnh nhân trước đây là chưa dùng insulin, chỉ điều trị thuốc viên, hoặc là bệnh nhân đái tháo đường type 2 đã dùng insulin rồi, thì lúc đó chúng ta có những cái nghiên cứu như là Switch 2, như là Switch Pro hoặc là Conclue hoặc là PB. Và đối với cái an toàn tim mạch của insulin thì chúng ta có cái nghiên cứu DEVOT trên cái so sánh ở cái dữ kiện của Decludec so với cái placebo. Ở bệnh nhân đái tháo đường type 1 thì chúng ta cũng thấy là có những cái nghiên cứu của Decludec như là Switch 1 hoặc là BBT 1 Long. Như vậy thì đối với Decludec thì chúng ta có một cái kho gọi là nghiên cứu về cái tình trạng là đặc biệt là giảm tỷ lệ hạ đường huyết của một cái insulin nền, đó là cái mà insulin nền mà chúng ta lý tưởng là chúng ta mong muốn cái điều đó nhất. Thì cả trong những cái nghiên cứu RCT hay là những cái nghiên cứu đời thực thì chúng ta thấy là so với những cái nhóm chứng ví dụ như là Decludec so với lạc xuyên U100 trong nghiên cứu Begin, hoặc là trong nghiên cứu Squid, trong nghiên cứu Devote, hoặc là đối với so với lạc xuyên U300 trong nghiên cứu Conclue, hoặc trong những cái so sánh, những cái quan sát trong những nghiên cứu đời thực, thì chúng ta cũng thấy so với những cái nhóm chứng thì đặc biệt là cái nhóm có điều trị với Decludec thì có hạ đường huyết có khuynh hướng là thấp hơn. Đó là cái nổi bật trước, nổi bật nhất của cái khi sử dụng cái nhóm insulin nền Decludec này. Trong những cái nghiên cứu đó thì em xin lướt qua những cái đặc điểm chính của cái nghiên cứu là Begin One Loss, là một cái nghiên cứu trên cái đối tượng mà chúng ta rất là thường trên lâm sàng gặp là cần khởi trị insulin, là những bệnh nhân đã thường type 2 điều trị với thuốc viên chưa kiểm soát được tốt đường huyết và khởi trị với insulin nền. Thì đây là một cái nghiên cứu ngẫu nhiên điều trị theo mục tiêu, thì những bệnh nhân này sẽ được type 2 này sẽ được chia thành hai nhóm, một nhóm thì để sử dụng là Decludec một lần một ngày kết hợp với những cái thuốc viên như là metformin và có thể cộng thêm với chế MIB4, và nhóm còn lại là so sánh với sử dụng lạc xuyên U100 cũng tiêm một lần một ngày cộng với những cái thuốc viên như metformin và chế MIB4, và có pha chính là 52 tuần và có một cái pha mở rộng là thêm 52 tuần nữa. Và cái kết quả của cái nghiên cứu Begin One Long này sau 2 năm thì chúng ta thấy nổi bật về mặt kiểm soát đường huyết HB1C thì ở hai nhóm thì không có cái sự khác biệt rõ ràng. HB1C coi như là gần như là giống nhau giữa hai nhóm sử dụng Decludec tiêm một lần một ngày và sử dụng lạc xuyên 100 tiêm một lần một ngày. Về cái đường huyết đói thì cái khuynh hướng Decludec thì nó có khuynh hướng thấp hơn một chút nhưng không có ý nghĩa thống kê. Về cái tỷ lệ hạ đường huyết được xác định chung thì cái nhóm sử dụng Decludec là nhóm là cái đường biểu diễn màu xanh đậm thì thấy khuynh hướng là thấp hơn so với sử dụng lạc xuyên. Tuy nhiên một cái rất là rõ ràng có ý nghĩa thống kê đó là cái tỷ lệ hạ đường huyết xác định về đêm thì ở nhóm sử dụng insulin nền Decludec thì thấp hơn 43% so với nhóm sử dụng lạc xuyên U100 trong cái nghiên cứu này với cái P là 0.002. Thì qua cái nghiên cứu này chúng ta thấy được một cái nổi bật của cái nhóm sử dụng insulin nền Decludec đó là giảm được cái hạ đường huyết trong đêm. Tương tự một cái nghiên cứu Switch 2 là trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 đã sử dụng insulin thì đặc điểm là đây là cái nghiên cứu chéo ngẫu nhiên và mù đôi. Thì bệnh nhân cũng là đái tháo đường type 2, HB1C nhỏ bằng 9.5. Bệnh nhân là được mù đôi bắt chéo chia nhóm ngẫu nhiên thì sẽ được chia thành hai nhóm là Decludec cộng với thuốc viên uống hoặc là lạc xuyên cộng với thuốc viên uống, và cái giai đoạn điều trị giai đoạn đầu thì như vậy, giai đoạn thứ hai thì cái nhóm lạc xuyên sẽ được đổi thành
team Decludex, và cái nhóm Decludex sẽ được đổi thành team Luxin. Đây là một cái thiết kế hơi khá đặc biệt, đó là nghiên tế bắt chéo. Tuy nhiên thì dù có bắt chéo ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì cái nhóm mà sử dụng Decludex là cái đường biểu diễn màu xanh, và cái nhóm là sử dụng Luxin là U100 là đường biểu diễn màu xám, thì chúng ta thấy về mặt đường huyết HB1C thì tương tự nhau. Tuy nhiên cái hạ đường huyết có triệu chứng thì nhóm sử dụng Decludex thì thấy thấp hơn, có ý nghĩa thống kê so với cái nhóm sử dụng Luxin U100. Và cái hạ đường huyết nặng thì dù không có ý nghĩa thống kê, mặc dù cũng thấy có cái sự khác biệt, nhưng hạ đường huyết có triệu chứng về đêm thì ở nhóm Decludex thấp hơn 42% so với sử dụng Luxin U100, với cái ý nghĩa thống kê rất là lớn là P nhỏ hơn 0.0001. Một cái nghiên cứu thứ ba là nghiên cứu CONCLUE. Đây là một cái nghiên cứu cũng là trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 đã sử dụng insulin. Đây là một cái nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên điều trị theo mục tiêu và so sánh với Luxin U300. Thì trong nghiên cứu này thì được sử dụng là Decludex U200. Thì người ta thấy rằng đối với U100 và U200, Decludex thì có một cái tương đương sinh học được chứng minh ở cái trạng thái ổn định. Thì nghiên cứu này cũng chia bệnh nhân phân nhóm ngẫu nhiên thành hai nhóm, sử dụng Decludex U200 cộng với thuốc viên hoặc là Luxin U300 cộng với thuốc viên. Và bệnh nhân sẽ được có cái thời gian điều trị là 52 tuần và có một cái thời gian theo dõi tiếp theo. Thì như vậy thì tổng cái thời gian điều trị rồi chỉnh giai đoạn duy trì, có chỉnh liều và giai đoạn duy trì, không chỉnh liều là đến 88 tuần. Thì qua cái nghiên cứu này thì chúng ta thấy về mặt hạ đường huyết, đây là một cái đặc điểm rất là quan trọng khi mà chúng ta nhìn nhận cái kết quả nghiên cứu. Thì dù ở giai đoạn duy trì hay là ở toàn bộ nghiên cứu thì cái ưu thế giảm cái nguy cơ hạ đường huyết thuộc về Decludex, cả về cái triệu chứng hạ đường huyết về triệu chứng chung hoặc là triệu chứng hạ đường huyết về đêm hoặc là triệu hạ đường huyết nặng xảy ra. Như vậy thì ở những cái thông số đường huyết khác như là HB1C thì có vẻ không có khác biệt nhiều. Đường huyết đói thì sử dụng nhóm Decludex thì có một cái thấp hơn, không có ý nghĩa thống kê. Liều insulin thì sử dụng ở nhóm Decludex thì thấp hơn so với sử dụng ở cái nhóm Luxin U300. Và những cái tiêu chí khác phân tích hậu kiểm cho thấy thì cái mức HB1C và đường huyết đói thấp hơn khi kết thúc điều trị ở cái nhóm điều trị insulin nền Decludex so với Luxin U300. Nhưng mà cái tăng cân thì Luxin U300 là ít tăng cân hơn so với Decludex. Cái liều insulin sử dụng thì thấp hơn ở nhóm sử dụng Decludex. Không có cái sự khác biệt về cái tỷ lệ hạ đường huyết trong giai đoạn chỉnh liều, và không có sự khác biệt về những cái tỷ lệ biến cố bất lợi giữa Decludex và Luxin U300. Thì như vậy thì đối với Luxin U300 chúng ta thấy là một cái insulin nền gọi là thế hệ mới hay thế hệ 22, chúng ta cũng có nhiều nghiên cứu về cái bằng chứng về giảm nguy cơ hạ đường huyết. Và qua cái nghiên cứu đối đầu CONCLUE này thì chúng ta thấy Decludex nó cũng có cái hiệu quả ít nguy cơ hạ đường huyết tương tự hoặc thậm chí còn có ít nguy cơ hạ đường huyết hơn cả Luxin U300. Và chúng ta thấy đối với bệnh nhân mà được đưa vào những cái nghiên cứu gọi là đối chứng ngẫu nhiên thử nghiệm lâm sàng thì thường là sẽ được kiểm soát tốt và nghiêm ngặt, được quản lý rất là tốt, được động viên, được nhắc nhở nên cái tỷ lệ tuân trị cao cũng như là cái bệnh đồng mắt cũng giới hạn, được kiểm soát, nhắc nhở, làm xét nghiệm rồi vân vân, theo dõi đường huyết vân vân. Do đó thì ở cái nghiên cứu mà trên thế giới thực hay là nghiên cứu quan sát, đó là cái bối cảnh lâm sàng hàng ngày mà chúng ta thực hành trên một cái dân số bệnh nhân không đồng nhất và rộng hơn, cái khả năng tuân trị thấp hơn, bệnh đồng mắc đa dạng hơn, đội ngũ y nhân viên y tế thì cũng như là thực hành lâm sàng không có phải là những cái người được chuyên viên tư vấn liên tục. Và cái chuyện mà điều trị trên một cái thực hành tại cơ sở vân vân thì cái kết quả của cái nghiên cứu thế giới thực thì cũng cho một cái kết quả mà đáng tin cậy phần nào để chúng ta có thể sử dụng để ứng dụng trên cái lâm sàng. Thì thường những cái nghiên cứu mà đời thực thì trong những cái nghiên cứu trước đây thì chúng ta thấy là người ta cũng ghi nhận là cái tỷ lệ hạ đường huyết ở nghiên cứu đời thực thường là nó có khuynh hướng cao hơn so với nghiên cứu RCT. Do đó thì những cái nghiên cứu đời thực sử dụng so sánh như lấy cái dữ liệu của cái nhóm điều trị insulin nền Decludex ở nhiều cái quốc gia trên thế giới, cả đa trung tâm hoặc là tại Mỹ vân vân, tại Nhật vân vân, thì chúng ta đều thấy là ở cái nhóm mà sử dụng insulin Decludex thì cái HB1C sẽ có khuynh hướng giảm tốt hơn. Liều insulin cũng giảm hơn và đặc biệt là cái hạ đường huyết khi mà chuyển sang insulin nền Decludex cũng sẽ giảm hơn trong cái đời thực chúng ta. Và confirm nó là một trong những cái nghiên cứu đời thực
để cho thấy cái kết quả so sánh với một cái nhóm là sử dụng Decodec và một cái nhóm sử dụng Lacsin U300 thì so với cái giai đoạn mà chưa dùng insulin và có dùng insulin là khoảng 180 ngày với tiêu chí chính là thay đổi HB1C trung bình từ ngày khởi trị đến 180 ngày theo dõi, và tiêu chí phụ là những cái thay đổi tỷ lệ cân hạ đường huyết chung cũng như là tỷ lệ bệnh nhân có lớn hơn bằng một cân hạ đường huyết từ ngày khởi trị đến 180 ngày theo dõi. Và cái định nghĩa hạ đường huyết thì được hỏi bệnh nhân khi ghi nhận bệnh nhân đến bệnh viện phòng khám và theo cái định nghĩa của cái hạ đường huyết quốc tế. Như vậy thì cái kết quả của cái nghiên cứu đời thực confirm này thì thứ nhất là về HB1C trung bình từ ban đầu của cái nhóm sử dụng Decodec là 9,6% thì nó giảm được là trung bình là 1,5%. Trong khi đó thì với cái HB1C ban đầu là ở nhóm Lacsin U300 là 9,5 thì giảm được 1,2%. Và cái thay đổi này thì thấy là đối với cái nhóm sử dụng Decodec thì giảm HB1C nhiều hơn so với nhóm sử dụng insulin Lacsin U300 0,3%, có ý nghĩa thống kê. Còn cái đặc điểm thứ hai rất là quan trọng là chúng ta xem về cái hạ đường huyết thì chúng ta thấy cái khuynh hướng gọi là thay đổi tỷ lệ hạ đường huyết hay là thay đổi tỷ lệ hạ đường huyết, thay đổi tỷ lệ bệnh nhân có lớn hơn một cơn hạ đường huyết ở cái nhóm sử dụng Decodec thì nó có ưu thế thấp hơn, có ý nghĩa thống kê so với cái nhóm sử dụng Lacsin U300 trong cái nghiên cứu quan sát đời thực này. Ngoài ra thì cũng có một cái tỷ lệ đó là xem là bệnh nhân có cái ngưng trị, thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân mà sử dụng cái Decodec thì tỷ lệ bệnh nhân phải ngưng trị thì thấp hơn. Đối với bệnh nhân sử dụng Lacsin U300 thì tỷ lệ ngưng trị cao hơn là tới 37% so với sử dụng Decodec. Thì cái lý do thì nó cũng có nhiều cái lý do, nhưng mà chắc cũng có nhiều cái là về chi phí kinh tế vân vân. Tổng liều insulin nền hàng ngày ở cái tuần 26 kết thúc nghiên cứu thì ở nhóm Decodec thì cái liều trung bình là 29,6 đơn vị insulin, trong khi nhóm Lacsin U300 là 32,5 đơn vị, thì chúng ta thấy là có sự khác biệt là ít hơn 9,3% so với sử dụng Lacsin U300. Thì như vậy thì tóm tắt cái kết luận điểm chính của cái nghiên cứu confirm này thì so với Decodec so với Lacsin U300 ở cái nghiên cứu ở thế giới đời thực, một cái quan sát đời thực trên một cái số lượng bệnh nhân khá lớn là trên 4.000 bệnh nhân, thì cái HB1C nhóm sử dụng Decodec giảm thấp hơn so với là Lacsin U300 là 0,3%, tỷ lệ hạ đường huyết thấp hơn là 30%, tỷ lệ bệnh nhân ngưng điều trị thấp hơn 30% và liều insulin cũng thấp hơn 9,3%. Và như vậy thì qua cái nghiên cứu này thì chúng ta cũng có một cái kết luận có thể thấy là Decodec nó kiểm soát đường huyết tốt hơn với cái liều insulin thấp hơn một chút, và cũng như cái tỷ lệ hạ đường huyết thấp hơn cũng như cái tỷ lệ ngưng trị cũng thấp hơn so với cái nhóm Lacsin U300. Như vậy thì tóm lại chúng ta có một cái insulin nền Decodec hiện tại nó là một cái insulin nền thế hệ mới đáp ứng được cái nhu cầu insulin nền lý tưởng mà chúng ta mong muốn, đó là cái tác dụng kéo dài đến 42 tiếng, coi như là hơn được 24 tiếng và gần như không có đỉnh, với cái nguy cơ hạ đường huyết rất thấp, thấp hơn những cái insulin nền mà chúng ta từng biết, ít biến thiên đường huyết hơn, do cái nguy cơ hạ đường huyết thấp và ít biến thiên đường huyết hơn. Thì tất cả những cái dữ kiện lâm sàng từ cái nghiên cứu ngẫu nhiên cho đến cái nghiên cứu đời thực đều cho thấy là giúp cải thiện được cái kiểm soát đường huyết HB1C và giảm thêm cái nguy cơ hạ đường huyết, đặc biệt ở những bệnh nhân đái tháo đường mà có nguy cơ hạ đường huyết cao. Em xin kết thúc cái bài trình bày của mình ở đây. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô, quý đồng nghiệp. Cảm ơn bác sĩ chuyên khoa Trần Thùy Dung. Tiếp theo là xin mời tiến sĩ bác sĩ Phan Hữu Hên với phần trình bày dữ liệu an toàn và hiệu quả trên đối tượng bệnh nhân đặc biệt cập nhật đái tháo đường mang thai. Xin mời tiến sĩ Hên. Kính thưa cô Diệp Thị Thanh Bình, kính thưa quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Thì cái phiên cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Cho đó mà tôi cũng như các anh chị cũng mong muốn là mình sẽ dùng buổi chiều. Do đó mà tôi sẽ tranh thủ nói thật nhanh để đảm bảo cái thời lượng và các anh chị có thể dùng bữa tại chỗ. Tôi xin trình bày hai vấn đề. Thứ nhất là cái tiến bộ về insulin trong đường dưới đáy đường tiếp 2 cũng như tiếp 1 đó,
Thì bác sĩ Dung đã trình bày rất là đầy đủ rồi, tôi sẽ lược qua những cái phần mà bác sĩ Dung đã trình. Và thứ hai nữa là cái hiệu quả của cái insulin diuretic trên các đối tượng đặc biệt. Mà nói luôn các anh chị đó là trên bệnh nhân, trên đối tượng bệnh nhân mang thai ha. Đặc biệt đây là vấn đề mà phải nói là rất nhiều insulin muốn chứng minh chuyện này, nhưng mà rất là số liệu rất là ít. Chúng ta biết là cái bệnh nhân đái đường tiếp 2 đó, thì đến một lúc nào đó đó thì chúng ta thấy là phải cần thiết dùng insulin. Và đặc biệt là trong giai đoạn sớm đó, khởi trị insulin thì đa số các trường hợp là dùng insulin nền. Do đó mà chúng ta thấy là qua cái bài của bác sĩ Dung đó, thì chúng ta thấy là cái sự tiến bộ của insulin nền trong các giai đoạn khác nhau cho thấy là rất là tiến bộ, rất là ngoạn mục trong thời gian gần đây. Thì câu hỏi đặt ra là các insulin nền có khác nhau không? Thì bác sĩ Dung trình bày rất là nhiều nghiên cứu. Tuy nhiên mình chốt thì chốt làm sao? Qua các cái guideline lớn mình chốt cái vấn đề như thế nào? Thứ nhất á, là các insulin có an toàn tim mạch hay không? Thì chúng ta thấy là hiện nay có hai insulin đã được chứng minh an toàn tim mạch qua các nghiên cứu CVOT. Đó là insulin Delodex và Laxin U100. Vậy nha. Còn lại các insulin khác thì không có các loại nào làm nghiên cứu CVOT. Cái thứ hai đó là nguy cơ hạ đường huyết của các loại insulin nền á, thì như thế nào? Chúng ta thấy có những nghiên cứu ha, đối chọi lẫn nhau rồi cho thấy là loại này tốt, loại kia là kia tốt, loại này. Nhưng mà cuối cùng khách quan nhất đấy là các cái like thì nói gì, thì chúng ta thấy là Delodex hiện nay đó là Delodex và hoặc Laxin U300 được xem như là tốt nhất hiện nay về insulin nền và so với các loại insulin cũ ha. Và tiếp đến là Laxin U100 và cuối cùng là insulin người NBH là nguy cơ hạ đường huyết nhiều nhất ha anh chị. Thì chúng ta biết là insulin Delodex là một loại insulin mà cái đời sau, analog sau cùng nhất, và cái thời gian bán quỷ có thể lên đến là tác dụng kéo dài đó lên đến 42 giờ và đã được approve ở Mỹ đó vào năm 2015. Như vậy thì tôi xin trình bày tiếp theo, đó là cái sử dụng cái thuốc mới này là trên một số đối tượng đặc biệt để cho thấy sự an toàn hay không, và đặc biệt là trên đối tượng mang thai. Tôi sẽ trình bày lại phía sau. Đầu tiên là người cao tuổi ha, người cao tuổi trên 65 tuổi. Đây là cái chúng ta biết là trên bệnh nhân mà người cao tuổi đó thì cái vấn đề hạ đường huyết thì nó cực kỳ, gọi là cực kỳ nghiêm trọng hơn so với cái độ tuổi trẻ hơn. Mà lại là rất là thường gặp nữa ha. Do đó mà chúng ta thấy là dùng những thuốc nào, những chế phẩm nào mà an toàn về cái nguy cơ hạ đường huyết trên bệnh nhân lớn tuổi thì nó sẽ cải thiện được nhiều các cái biến cố. Tôi xin lướt qua nhanh. Đây là cái nghiên cứu SWIFT 2 mà bác sĩ Dung đã trình bày đó. Tôi xin nói về cái subgroup của nghiên cứu này thôi. Tôi xin ngắn gọn. Đây là cái nghiên cứu mà chia làm hai nhóm là Delodex và Laxin U100 và xen kẽ với nhau. Tức là một giai đoạn đó, giai đoạn 16 tuần đầu, giai đoạn 16 tuần sau, tổng cộng 32 tuần, sau đó đổi nhóm lại ha. Thì chúng ta thấy là về cái hiệu quả đó kiểm soát đường huyết thì như nhau giữa hai nhóm, tức là hay nói khác hơn là Delodex và Laxin U100 là như nhau về kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là trên bệnh nhân mà 60 tuổi đó trên 65 tuổi và dưới 65 tuổi đó thì cho thấy là cái hạ đường huyết đó đều gọi là ưu thế hơn trên cái nhóm sử dụng Delodex, hay nói khác hơn là Delodex sẽ nguy cơ hạ đường huyết nó giảm hơn rất là nhiều so với Laxin U100 trên đối tượng cả trên 65 hay dưới 65. Thứ hai đó là trên cái đối tượng bệnh thận mạng ha. Thì chúng ta thấy như thế nào? Đây là cái phân tích mà thứ cấp của nghiên cứu DeVos. Đây là nghiên cứu mà mục tiêu chính là so sánh sự an toàn về tim mạch của cái Laxin U100 và Delodex các anh chị. Và đây là một cái phân tích dưới nhóm để cho thấy là trên phân nhóm thận đó chúng ta như thế nào ha. Chúng ta thấy đây là nghiên cứu mà chúng ta thấy là một nhóm là dùng Delodex, một nhóm là Laxin U100 và theo dõi rất nhiều năm, tôi nhớ là 3-4 năm gì đó, để đánh giá an toàn tim mạch, có tử vong về tim mạch và các biến cố liên quan đến tim mạch giữa hai cái thuốc này. Tôi xin lướt qua nhanh. Thì kết quả chính thì chúng ta thấy cái gì về các cái MACE, tức là các biến cố mà nghiêm trọng của bệnh suy vỡ tim mạch đó, thì không khác biệt giữa hai cái thuốc này, không. Nhưng mà hạ đường huyết nặng đó và hạ đường huyết về đêm đó thì Delodex lại ít hơn rất là nhiều so với Laxin U100.
Do đó mà chúng ta thấy là cái đây thiết kế rất là đặc biệt. Lạc Xin U100 trước đó qua công trình nghiên cứu Devo đó, Origin đó, để chứng minh an toàn tim mạch. Như vậy thì để Lunet muốn chứng minh an toàn tim mạch thì không thể nào thực hiện trên cái nhóm chứng được. Nhóm chứng mà không dùng insulin thì như vậy thì nó không kiểm soát đường huyết và nó phạm vi đức. Và như vậy tốt nhất là so sánh với Lạc Xin U100. Chúng ta thấy là một cái gián tiếp để chứng minh an toàn tim mạch của Lunet. Và qua cái dữ liệu đó thì chúng ta thấy là về an toàn tim mạch là rất là ok. Tuy nhiên về hạ đường huyết thì chúng ta thấy là Lunet rất là ưu thế hơn. Như vậy thì phân tích thêm để cho thấy là những cái trường hợp mà các biến cố liên quan đến tim mạch, tử vong do mọi nguyên nhân và hạ đường huyết nặng đó ở các giai đoạn thận khác nhau thì như thế nào giữa cái hai nhóm này. Đây chúng ta thấy rằng là các cái MACE, tử vong tim mạch, tử vong do mọi nguyên nhân hay hạ đường huyết nặng đó thì chúng ta thấy nguy cơ cao hơn với ICP bắt đầu thấp hơn. Tức là bệnh nhân suy thận càng nặng á, mức độ thận càng nặng thì các biến cố tim mạch nó sẽ tăng dần là đương nhiên, là đương nhiên về diễn tiến rồi. Như vậy thì về insulin á thì chúng ta thấy như thế nào? Cái khi đối tượng mà dùng Delores á thì ứng với các cái mức độ suy thận đó thì tỷ lệ tử vong và các biến cố liên quan tử vong cũng giảm hơn rất nhiều so với Delores, so với cái Lạc Xin 100. Và cái thứ ba đó, đây là một cái tin hot cho bệnh nhân mà mang thai. Chúng ta biết là khi bệnh nhân mang thai đó thì sử dụng insulin đó, khi cần thiết đó thì chúng ta sẽ chọn lựa một loại insulin. Hiện nay thì chúng ta thấy là các loại insulin nền ngoại trừ NBH và Detemir thôi, còn lại là Lạc Xin và Delores là chưa được approved. Như vậy thì đây là cái công trình nghiên cứu để cho thấy là cái việc đó có thực hiện được hay không. Tôi xin bỏ qua cái background rồi đi. Đây là nghiên cứu EXPECT sử dụng Delores trên bệnh nhân đáy đường tiếp 1 mà mang thai. Đây là nghiên cứu so sánh giữa hai nhóm. Chúng ta biết phác đồ chuẩn của mang thai hiện nay đó là chúng ta chích cái Detemir 1 hoặc 2 lần và cộng với cái insulin tác dụng nhanh, trong trường hợp này là aspart đó, 3 lần một ngày, tức là phác đồ bisoprolol đó. Như vậy thì một cái nhóm tương tự đó là người ta thay cái Detemir thành cái Delores và theo dõi từ trong suốt thời kỳ mang thai đến lúc sinh luôn. Đây là cái đặc điểm giữa hai nhóm. Đây là cái nghiên cứu mà gọi là ngẫu nhiên và do đó mà chúng ta thấy là các đối tượng và các đặc điểm thì tương đồng nhau giữa hai nhóm. Thì chúng ta thấy là sau khi trong thời gian mai kỳ đó thì chúng ta về tiêu chí về HB1C đó thì sự khác biệt không có nghĩa thống kê, tương đương nhau anh chị, tương đương nhau. Cái thứ hai đó là hạ đường huyết trong khi mang thai. Hạ đường huyết trong khi mang thai thì cũng không khác biệt luôn, không khác biệt giữa hai phác đồ. Hay nói khác hơn là sự so sánh trực tiếp giữa Delores và Detemir không khác biệt. Cái nữa đó là các cái bất lợi dẫn đến ngưng sử dụng insulin hay là có vấn đề về tiền sản giật, biến cố bất lợi hay là biến cố nghiêm trọng không thì cũng không khác biệt giữa hai nhóm. Và các biến cố liên quan thai nhi, ví dụ như là tử vong sau chu sinh rồi xảy thai sớm vân vân thì cũng không khác biệt giữa hai nhóm. Và như vậy thì chúng ta thấy là qua công trình cứu này cho thấy là sự thành công trong cái so sánh giữa Delores và Detemir trên an toàn cho thai và mẹ trong suốt thời gian thai kỳ. Như vậy thì kết luận của nghiên cứu này đó là cho thấy phụ nữ mang thai đã được tiếp 1 insulin Delores là về mặt kiểm soát đường huyết là không thua kém với Detemir. Và dĩ nhiên là cái thuốc tác dụng nhanh thì như nhau với hai nhóm rồi. Cái thứ hai là an toàn cho thai nhi và an toàn cho người mẹ trong suốt thời gian mang thai. Như vậy thì hiện nay đó đã có tin vui là cái hội đồng thuốc của châu Âu đó đã chấp nhận Joshua đó, nguyên văn đó, câu trên đó Joshua là có thể sử dụng cho thai kỳ. Và ở FDA đó là đã ghi nhận các thông tin này rồi và hy vọng là sẽ có cái approval tiếp theo. Và như vậy thì chỉ chờ thông tin và Bộ Y tế mình thôi là chúng ta có thể xài Delores cho người mang thai. Tóm lại thì chúng ta thấy là Delores là một loại insulin nền thế hệ mới nhất
cho thấy sự an toàn trên bệnh nhân đái đường tiếp 2 lớn tuổi và trên bệnh nhân các giai đoạn của bệnh nhân mạng đái đường. Và đều đã chứng minh hiệu quả và an toàn ở tất cả các độ tuổi và các giai đoạn của bệnh thận trong nghiên cứu DEVO. Và đặc biệt đó là dữ liệu mới đó là đều đã cho thấy an toàn cho bệnh nhân mang thai. Trong nghiên cứu là bệnh nhân đã mang thai trên bệnh của bệnh nhân đái đường tiếp 1, nhưng mà chúng ta thấy là Hội đồng thuốc châu Âu đã áp dụng cả đái đường tiếp 1 và tiếp 2 luôn. Đây là một cái có thể là một tin vui trong tương lai cho cả bác sĩ và cho các cái sản phụ mà có chỉ định dùng insulin. Vâng, xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các anh chị. Cảm ơn tiến sĩ Hên. Là như vậy là chúng ta đã qua hai cái bài báo cáo của hai đồng nghiệp về cái lợi ích nhất quán của insulin nền thế hệ mới. Cụ thể ở đây là chúng ta nói đến degludec và cái dữ liệu an toàn cũng như hiệu quả trên các cái đối tượng bệnh nhân đặc biệt, và cái đối tượng bệnh nhân đặc biệt nhất mà chúng ta đang rất quan tâm đó là nữ mang thai. Thì bây giờ sẽ là đến cái phần thảo luận, thì cũng mong cho chúng ta là sẽ có đến phần thảo luận, thì chúng ta sẽ xin mời ban báo cáo viên chúng ta lên phía trên. Có lẽ thì chúng ta cũng biết rằng đối với cái loại insulin nền thế hệ thứ hai mà để Gludec mà chúng ta muốn nhấn mạnh hôm nay đó, thì nó đã có những cái lợi ích mà các báo cáo viên chúng ta đã cho thấy. Thứ nhất là nó là cái loại insulin nền kéo dài nhất cho đến hiện nay trên 42 giờ, và nó không có đỉnh. Mình vẫn nói ví dụ như mình nói Glargine 100, 300, Lantus là lại insulin nền, nhưng mà thực tế vẫn có đỉnh, nhưng cái mức độ đỉnh đấy nó không như là của NPH. Thế thì với cái tác dụng, với cái cấu trúc phân tử và cái cách động dược động học và dược lực học của cái insulin nền để Gludec á, nó không có đỉnh và nó kéo dài, thì nó mang lại một cái lợi ích là chúng ta, bệnh nhân của chúng ta sẽ không dễ dàng gì rơi vào cái tình trạng mà hạ đường huyết không mong muốn. Và một cái điểm nữa là gì? Là khi sử dụng chích cái insulin nền này, thường thì chúng ta biết rằng tác dụng của insulin nền là nó kiểm soát đường huyết khi đói buổi sáng. Thế thì nếu cái điều yêu cầu của chúng ta là chúng ta chích vào giờ nào thì chúng ta ngày hôm sau phải chích đúng giờ đó. Ví dụ như là chúng ta chích vào 20 giờ tối của ngày hôm trước thì ngày hôm sau cũng phải 20 giờ tối. Nhưng đối với cái đề Gludec này thì chúng ta có thể linh hoạt hơn trong cái việc chích. Ví dụ chúng ta có thể chích sớm hơn 3 tiếng đồng hồ hoặc là trễ hơn 3 tiếng đồng hồ, thì cái hiệu quả kiểm soát của thuốc vẫn là tốt. Và một cái nữa là khi chúng ta so sánh với các cái nhóm insulin nền khác, ví dụ Glargine 300, thì cái kiểm soát HbA1c, cái tính hiệu quả của nó là cũng không có gì khác biệt, tức là không thua kém, đều được hết. Nhưng nó có một cái sự khác biệt rất là rõ là khi chúng ta xét về cái góc độ mà hạ đường huyết đó, thì cái hạ đường huyết về ban đêm hay là hạ đường huyết mà nguy hiểm đó, thì là nó giảm hơn hẳn so với cái Glargine 300. Thì với những cái đặc điểm như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng là yên tâm để chúng ta có thể là sử dụng thuốc. Thì ở đây chúng đã bắt đầu có những cái câu hỏi các đồng hình nghiệp hỏi. Có một đồng nghiệp hỏi cái nghiên cứu Conclude có tiêu chí chính không đạt, vậy các kết quả trên tiêu chí phụ có ý nghĩa gì không? Mời bác sĩ Dung.
Cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Thì cái nghiên cứu conflict đó là nó, nếu mà gọi là mình đọc cái chính xác cái bài test đó, nó là một cái nghiên cứu đối đầu giữa hai cái insulin nền thế hệ gọi là thế hệ mới luôn, là Lacgin U300 và Decrodex. Thì cái mục tiêu ở đây của nó là cái nghiên cứu đối đầu để nó so sánh về cái hạ đường huyết là chủ yếu. Thì về cái an toàn về trên cái hạ đường huyết á, thì cái tiêu theo cái câu hỏi này là cái tiêu chí chính là cái hạ đường huyết chung, thì nó không có khác biệt. Thì chúng ta cũng thấy là nãy trong cái bài của anh Hên, cũng tiến sĩ Hên cũng có một cái thống kê là qua những cái nghiên cứu và mình đưa vào guideline, thì như vậy ta thấy là Decrodex với Lacgin U300 là nó xếp ngang hàng, nó là thuộc cái nhóm là ít nguy cơ hạ đường huyết nhất. Do đó thì cái nghiên cứu này, cái tiêu chí chính nó là về cái hạ đường huyết chung thì nó không có ý nghĩa thống kê. Nhưng mà khi mà phân tích cái tiêu chí phụ hay là gọi là phân tích cái hạ đường huyết trong đêm á, và cái hạ đường huyết nặng, thì nó có một cái tình trạng là có một cái sự khác biệt nhỏ, và cái theo cái thông mà về mặt thống kê thì vẫn có ý nghĩa thống kê. Thì để chúng ta có một cái nhìn là thật sự thì nó là hai cái insulin nền là thế hệ mới hết, do đó cái tiêu chí chính của nó thì nó không đạt, nhưng cái tiêu chí phụ nó cũng cho chúng ta thấy là một cái nổi bật hơn của Decrodex, đó là cái hạ đường huyết trong đêm, cái tỷ lệ hạ đường huyết trong đêm nó là rất là ý nghĩa. Nó là giúp giảm được cái nguy cơ hạ đường huyết trong đêm rất là tốt. Thì cái đó cũng là cái để chúng ta có thể có một cái thông tin thêm để chúng ta có thể ứng dụng cái lên trên kênh đó lâm sàng của cái Decrodex này. Còn chắc chắn với U300 thì là hai cái nó gần như tương đương về mặt hiệu quả kiểm soát HB1C cũng như là về hạ đường huyết, thì U300 cũng là một cái thuốc ít nguy cơ hạ đường huyết. Còn so với Decrodex thì nó ít hạ đường huyết ban đêm cũng như là hạ đường huyết nặng hơn trong cái nghiên cứu cần lưu. Câu thứ hai, câu hỏi. Câu thứ hai là nghiên cứu confirm. Thì bạn hỏi là khi phân tích về giảm HB1C, số bệnh nhân không được lấy trong tổng số bệnh nhân nghiên cứu, vậy ý nghĩa của kết luận này như thế nào? Thì cái nghiên cứu confirm á, thì đó là cái nghiên cứu quan sát đời thực. Thì chúng ta biết cái này nó rất khó, là mình lấy cái dữ kiện của hồ sơ bệnh án rồi vân vân. Thì tổng số bệnh nhân nghiên cứu như nãy mình có cái phần kết luận của nghiên cứu này là khoảng 4.025 bệnh nhân. Thì nhưng mà chúng ta thấy là khi đó nó sẽ có một cái giai đoạn theo dõi, và có người là ngưng trị, hoặc có người là đường huyết chưa kiểm soát tốt là sẽ thêm insulin tác dụng nhanh, hoặc là đổi sang insulin hỗn hợp gì vân vân. Do đó thì trong cái bảng mà gọi là so sánh chỉ sử dụng Decrodex và chỉ sử dụng Lacgin, thì lại thấy là cái tổng á, thì đúng là bạn nhìn rất là kỹ là cái N á, thì lúc đó thì mỗi cái nhóm nó khoảng đâu đó khoảng trên dưới 700. Trong khi đó nếu đúng á, thì mỗi nhóm sẽ là 2.000, 4.000 thì mỗi nhóm sẽ là 2.000. Nhưng mà khi đến kết thúc nghiên cứu, tức là chúng ta tính tới cái giai đoạn là kết thúc nghiên cứu và chỉ là sử dụng insulin nền không, thì thấy là cái N ở đây thì người ta cũng ghi rất rõ là đâu đó khoảng 700, thì có cái sự khác biệt về giảm HB1C ở hai cái nhóm sử dụng Decrodex và insulin nền Lacgin U100. Thì cái này chỉ chắc là nó một cái dạng về cái thống kê thôi, một cái cách tính thống kê, người ta cũng tính trên cái dân số, mà thực tế tới cái thời điểm kết thúc nghiên cứu người ta chọn lựa quan sát thấy. Cái câu thứ ba là một bạn hỏi là Decrodex U100 và U200 giống nhau không, và U200 có ở Việt Nam chưa? Thì theo như em được biết thì U200 hiện tại không có ở Việt Nam, và U200 thì thấy là có trong nghiên cứu hồi nãy, là chúng ta thấy trong cái nghiên cứu còn clue là sử dụng Decrodex U200. Nhưng mà hiện tại thì thấy về tương đương sinh học thì nó giống nhau, thành ra hình như công ty cũng không có phát triển cái U200 thêm. Em xin ý kiến thêm của bên công ty. Em xin cảm ơn cô. Thì cũng đời Lacgin 100 hay đời Decrodex 100 với lại đời Decrodex 200 á, thì thật ra đây là về cái yếu tố sinh hóa của hai cái cũng không có gì khác biệt. Sở dĩ mà có cái đóng gói 200 đó, đơn vị trên 1 ml á, là do tiết kiệm hơn để cho bệnh nhân đỡ tốn kém hơn thôi, chứ còn chính vì vậy cho nên công ty họ cũng không có mang về đây, mà sử dụng của hai cái cũng không có cái gì khác biệt, nó chỉ khác biệt về cái thể tích chứa thuốc thôi. Bác sĩ
Tiến sĩ Hên. Tôi có hai câu hỏi xin trả lời các anh chị đồng nghiệp. Câu hỏi thứ nhất đó là đối tượng phù hợp để sử dụng và chuyển đổi sang loại insulin thế hệ mới Diabetes là như thế nào? Thì cái thưa các anh chị thì chúng ta biết là hiện nay đó các loại insulin nền mà tôi trình bày nãy đó thì Diabetes hoặc là Lacinovatram thì tương đồng với nhau, tương đồng với nhau về mặt kiểm soát đường huyết cũng như là về vi cơ hạ đường huyết đó. Do đó về trong thực hành lâm sàng đó thì thường là các anh chị mình giả định là bệnh nhân đường huyết là ổn định nha, mình cần chuyển ví dụ như đi thì mình chuyển 1-1 tức là Lacinovatram mà chuyển qua giống liều như vậy của Diabetes. Còn đối với Lacinovatram đó thì chúng ta thấy là cái nguy cơ hạ đường huyết nó cao hơn nhiều và cái hiệu quả đường huyết cũng không bằng. Do đó mà anh chị có thể là giảm liều khi mà chuyển qua từ dù Lacinovatram 100 là 10 đơn vị, chúng ta chuyển qua Diabetes có thể khởi đầu là 8 đơn vị, thậm chí 9 đơn vị thôi. Và giả định trong trường hợp này đường huyết như nhau nha. Và cũng thông tin với các anh chị là các anh chị có thể thấy những cái bản chuyển đổi của rất nhiều của từ công ty, có từ này kia, nhưng mà cái đó nó không khách quan đâu. Có thể là anh chị sẽ lấy từ các hiệp hội nào đó nó sẽ khách quan hơn ha. Và như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Cái câu thứ hai nữa là xin chia sẻ kinh nghiệm khởi trị insulin nền trên đối tượng suy thận nặng thì như thế nào. Thì cái đưa các anh chị thì chúng ta biết là khi mà bệnh suy thận nặng đó thì ít nhất là mức lọc cầu thận từ tức là dưới 30 lít phút đó, giai đoạn 4 trở đi rồi đó, thì lúc đó đó chúng ta thấy là cái về mặt diễn tiến tự nhiên của đường đó, về cơ chế bình sinh đó, thì cái đường đa số là tự ổn định và giảm liều thuốc ha, so với các giai đoạn trước đó. Và cái mục tiêu điều trị cái đối tượng bệnh nhân này nó cũng khác so với bệnh nhân bình thường. Tức là lúc này đó thì do cái nguy cơ hạ đường huyết nè, gọi kỳ vọng sống không nhiều nè, do đó mà cái HbA1c có thể là sẽ đôi khi là chúng ta sẽ xét cao hơn 8-9%, và thậm chí nếu lọc cầu thận đã thấp quá thấp rồi đó thì có thể không cần xét cái không cần phải thiết lập HbA1c luôn, và làm sao điều trị để tránh tăng đường huyết, cơn tăng đường huyết cấp cứu, tức là tránh tăng đường huyết khi đường huyết tránh những cơn tăng đường huyết trên 250 hoặc trên 300 mg/dL thôi. Như vậy đó là an toàn. Tức là không có gây những cái biến chứng mãn tính mà cái thời gian sống bệnh nhân chưa có đạt được, và tránh cái nguy cơ hạ đường huyết. Do đó mà đó là quy tắc chung như vậy đó. Tuy nhiên trong hành lâm sàng đó thì có những trường hợp hiếm thôi, có những trường hợp chúng ta cũng phải sử dụng insulin cho bệnh nhân suy thận, đặc biệt có thể là bệnh nhân giai đoạn cuối luôn, đôi khi cũng phải sử dụng cái insulin nhiều mũi một ngày nữa, chứ không phải là chúng ta ngưng đâu. Do đó mà về cách nguyên tắc chung đó thì dùng insulin cho bệnh nhân bệnh động mạng đó thì chúng ta phải hết sức thận trọng. Thứ nhất là chúng ta phải tranh thủ sử dụng những cái thuốc analog insulin đó, analog càng thế hay sao càng tốt, nếu bệnh nhân có cái, chúng ta gọi là lý tưởng đó nha, để làm chi, để tăng cái hiệu quả điều trị và tránh nguy cơ đường huyết so với thế hệ trước đó là đương nhiên. Cả insulin nhanh, cả remit và cả insulin nền cũng vậy. Và thứ hai đó là chúng ta phải dùng cái liều thấp hơn so với khuyến cáo và từ từ tăng liều dần. Và thứ ba nữa là chúng ta biết là mục tiêu nó khác hơn so với đối tượng bình thường. Giống như tôi vừa trình bày đấy. Đó là một số cái nguyên tắc mà các anh chị có thể ứng dụng cho bệnh nhân. Có thể xin ý kiến cô thêm. Tôi thấy có đồng nghiệp hỏi cái câu như là bác sĩ Hên đã nói rồi đó, là khi nào thì chúng ta đang dùng một cái loại thuốc insulin mà bệnh nhân ổn, tức là làm sao mà chuyển đổi, tại sao chúng ta lại phải đi chuyển đổi sang một cái loại insulin nền khác. Thì ví dụ tôi chỉ muốn thêm, bổ sung thêm một cái số ý của bác sĩ Hên thôi, tức là hai bệnh nhân mình điều trị cái đường huyết ổn, nhưng có một bệnh nhân thì cái biểu hiện hạ đường huyết nó có xảy ra thường xuyên hơn, thì lúc đó chúng ta sẽ chọn
cái loại insulin nào, ở nền nào mà cũng có kiểm soát đường huyết tốt, nhưng cái nguy cơ hạ đường huyết nó ít hơn. À, thì những đối tượng đó các bạn hãy thay đổi. Còn nếu như nó không có cái nguy cơ hạ đường huyết nhiều, thì các bạn vẫn cứ tiếp tục dùng. À, và hoặc là các bạn muốn là gì? Là bây giờ mình nghe cái nghiên cứu, mình đọc, mình thấy cái nghiên cứu vậy. Bây giờ đây bệnh nhân của mình trên thực tế đang cần phải điều trị insulin nền đây. Thì lúc đó mình sẽ khởi trị cái loại insulin mà mình biết rằng cái tính năng của nó cũng không thua kém các cái loại insulin nền thế hệ thứ hai, ví dụ như Dexlec/U300, nhưng nó lại được một cái an toàn là ít cái nguy cơ giảm đường huyết, và như thế cái đối tượng sẽ là cái đối tượng lớn tuổi, thì nó sẽ an toàn cho bệnh nhân. Còn đối với những bệnh nhân mà suy thận đó, thật sự ra ở đây đồng nghiệp hỏi là suy thận nặng. Đối với những bệnh nhân suy thận nặng đó, thường là cái tình trạng ure huyết đã tăng cao, bệnh nhân ói mửa nhiều, ăn uống cũng bị giảm đi rồi, thì cái khả năng đường huyết cao ở cái giai đoạn cuối nó cũng không là bao nhiêu nữa, thì chúng ta nên lựa chọn để mà tránh những cái phiền toái của mình, thì chúng ta nên lựa chọn cái loại insulin tác dụng nhanh, analog tác dụng nhanh, để mà sao tránh cái bởi vì là khi mà suy thận nặng rồi, cái đào thải insulin nó sẽ chậm hơn rồi, cho nên là chúng ta sẽ chọn cái insulin tác dụng nhanh hơn là chúng ta chọn những cái insulin nền mà khi mà đã nặng rồi. Còn nếu như cái suy thận của bạn mà như là lúc nãy tiến sĩ Hên nói là vừa mức độ vừa nhẹ trung bình, thì các bạn vẫn có thể sử dụng được cái loại insulin nền analog thế hệ thứ hai này, nó ít là hạ đường huyết hơn, nhưng mà với cái liều phải thấp và chúng ta phải theo dõi rất là sát. Thì cái đấy cũng là xin lưu ý với các đồng nghiệp mình như vậy. Dạ thưa cô, thì cũng sẵn câu hỏi này về đối tượng cái insulin nền Decodate, thì con cũng xin chia sẻ thêm với thầy cô và với anh chị đồng nghiệp. Thì chúng ta có cái nhóm đối tượng gần đây em có gặp vào trong bệnh viện cũng như là phòng khám, đó là đái tháo đường tiếp 1 mà người lớn cỡ hai mấy, ba mấy, gọi là trẻ cho phải người lớn, đái tháo đường tiếp 1 trẻ. Thì cái đối tượng này là chúng ta, bệnh nhân rất dễ bị hạ đường huyết trong đêm. À, và từ khi mà có cái CGM á, thì khi mà gắn thử cho bệnh nhân tiếp 1, hai mươi mấy, ba mấy tuổi này nè, mình thấy rõ ràng là hạ đường huyết trong đêm rất là nhiều. Do đó với cái phác đồ Bayesian Bolus á, mà mình có xài Lactrin U100 vẫn có hạ đường huyết xảy ra. Và khi mình có cái sử dụng được cái insulin nền mà Decodate á, thì do là trước đây thì tại thời điểm hiện tại thì cũng không có cái loại mà đơn chất Traceba, nó chưa có vô được bệnh viện. Thì em có sử dụng cái dạng là Rizodate, là một cái insulin hỗn hợp gồm có aspart và cái Decodate trong đó, để mình cũng tiện lợi thêm một cái chuyện đó là khi cái bệnh nhân tiếp 1 á, mình đã dò được cái liều tương đối rồi, biết là nhanh thì phải khoảng 8 hay 10 đơn vị, nhanh nền là khoảng 16, 18 hay 20 gì đó, thì lúc đó sẽ có một cái mũi Rizodate tiêm vào một cái mũi và bụng cái bữa ăn nào đó trong ngày, để vừa có một cái insulin nền Decodate trong đó và vừa có insulin nhanh aspart vào một cái bữa ăn với một cái lượng nhanh khoảng 6, 8, 10 của aspart như vậy. Thì thấy cái chuyện mà hạ đường huyết trong đêm rất là giảm, rất là rõ rệt, đặc biệt là khi gắn được CGM, thì đó là một cái đối tượng là em cũng chia sẻ thêm cái kinh nghiệm. Do đó một cái ca đái tháo đường tiếp 1, hai mấy, ba mấy tuổi trước đây rất khó chỉnh đường vì rất dễ bị hạ đường và người ta bỏ tim hoặc là người ta ăn thêm á. Do đó thấy đường buổi sáng cao như khi gắn CGM là đường trong đêm hạ rất là nhiều. Và khi đó thì mình xài một mũi Rizodate cộng với hai mũi, một cái cây bút khác, hai mũi insulin nhanh. Như vậy thì bệnh nhân cũng giống như là sử dụng Bayesian Bolus nhưng mà chỉ có ba mũi tiêm thôi, thì lại cải thiện cái chuyện hạ đường huyết trong đêm ở cái đối tượng này rất là nhiều. Thì đó cũng là một cái đối tượng mà mình có thể xem xét khi sử dụng cái insulin Decodate này. Dạ, em xin hết ạ. Có một cái trong cái đối tượng đặc biệt đó mà lúc nãy tiến sĩ Hên chia sẻ đấy là phụ nữ mang thai. Bây giờ cái khuyến coi như là cái thông tin mới của cái Hiệp hội Đái tháo đường châu Âu, họ cho biết là mình có thể sử dụng được. Thì thật sự ra là chúng ta cũng phải chờ đợi, chúng ta cũng phải chờ đợi, cho dù là đã có chứng minh so sánh với lại Dertemia,
nhưng mà chúng ta cũng phải chờ đợi. Nhưng nếu thật sự là họ đưa vào khuyến cáo thì lúc đó chúng ta hãy nên mới sử dụng, bởi vì là nó mang lại nhiều cái lợi ích. Tại vì thường á, cái phụ nữ có thai hay tăng cái đường huyết sau ăn nhiều. Tức là nhất là phụ nữ đái tháo đường thai kỳ đó, là hay tăng cái đường huyết sau ăn nhiều. Cho nên nếu mà chúng ta sử dụng được cái loại sản phẩm Reciba này thì chắc chắn là nó sẽ khắc phục được cái tình trạng tăng đường huyết sau ăn của phụ nữ đái tháo đường thai kỳ. Thì đấy là những cái thông tin chúng ta chia sẻ với nhau đây. Còn cho đến giờ phút này thì các bạn vẫn cứ phải nên xài cái gì mà khuyến cáo họ cho phép, để chúng ta tránh cái mọi sự kiện cáo rắc rối về sau này. Không biết có bạn nào mình còn có ý kiến muốn chia sẻ thêm không? Tôi nghĩ rằng đã đến giờ phút này mà những đồng nghiệp của chúng ta mà vẫn còn kiên trì và nhẫn nại để ngồi nghe những cái thông tin khoa học như thế này thì thật sự ban tổ chức của chúng tôi cũng rất là cảm ơn. Thì chúng tôi hy vọng rằng với một cái sản phẩm analog thế hệ thứ hai, cụ thể để Gludec hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau từ những cái lợi ích của thuốc cho đến trong các cái thực hành lâm sàng, thì chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm những cái thông tin hữu ích về cái sản phẩm này để chúng ta có thể khi có điều kiện chúng ta có thể áp dụng thực hành trên lâm sàng cho bệnh nhân, để cho những cái mà rào cản đáng sợ hãi nhất đối với bệnh nhân cũng như bác sĩ là cái tình trạng tăng cân hay là tình trạng hạ đường huyết không mong muốn sẽ ngày càng giảm thiểu. Như vậy thì chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ngày càng sẽ tốt hơn. Đây là một lần nữa thay mặt ban chủ tọa thì chúng tôi rất là cảm ơn sự có mặt của các quý đồng nghiệp cho đến giờ phút này. Chúc quý vị Việt là có một ngày làm việc khá và vất vả nhưng mà lại hữu ích. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt công ty Novo Nordisk, chúng em cũng gửi lời cảm ơn đến quý chủ tọa đoàn, báo cáo viên và tất cả các bác sĩ đã dành thời gian ngồi lại hội trường đến tận giờ phút này. Xin chân thành cảm ơn và xin chúc sức khỏe tất cả quý vị ạ.